Thì quy mô của bệnh viện á, thì bình thường là khoảng 300 giường, nhưng mà Sở Y tế cũng đã giao cái kế hoạch phải chuẩn bị 500 giường để điều trị COVID. Thì chúng tôi chia được các cái khu vực, ví dụ khu vực lầu 1, lầu 2 là cái khu vực hồi sức cấp cứu dành cho những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng. Còn khu vực lầu 6 thì dành cho những bệnh nhân nội khoa có bệnh nền. Lầu 5, lầu 4 thì dành bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn. Mặc dù là phân công là bệnh viện điều trị ở cái tầng mức tầng 2, tầng 3, nhưng mà chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái phương án tốt nhất trong những cái tình huống mà xấu nhất để cho đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đặc biệt là trong cái tình trạng mà chưa kịp thời, chưa chuẩn bị sẵn sàng để mà chuyển viện chẳng hạn, thì chúng tôi cũng phải hồi sức để cho đảm bảo cái an toàn cho bệnh nhân trước khi mà chuyển viện. Có những lúc thì một cái xe cứu thương có thể chở 3 đến 4 bệnh nhân, nặng cũng có, nhẹ cũng có. Có bệnh nhân thở oxy và có bệnh nhân cũng thở không thở oxy. Thì bệnh nhân nào nhẹ thì bệnh nhân sẽ chuyển lên tầng trên, tầng thứ 2 là hồi sức. Bệnh nhân nào nặng quá thì chuyển lên hồi sức. Và bệnh nhân nào nhẹ vừa thì chuyển lên lầu 4, lầu 5 và bên cả lầu 6 đó. Hiện tại là bệnh nhân phải phục vụ bệnh nhân từ chăm sóc đến ăn uống đến vệ sinh. Và bệnh nhân có đi vệ sinh thì bệnh nhân cũng giúp đỡ bệnh nhân đi vệ sinh nữa. Ăn uống, nước uống thì bạn phục vụ tại đây luôn. Nó điều trị cái COVID này nó rất là kéo dài. Bệnh nhân có thể diễn biến nhanh bất kỳ lúc nào. Nhất là từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 trở đi. Bệnh nhân có thể đang bình thường, thở oxy, nhưng mà bệnh nhân có thể suy hô hấp từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 rất là nhanh. Bệnh nhân bé này hôm vào viện ngày 15 tháng 7 hôm qua thì có tình trạng suy hô hấp rất là nặng do nhiễm sars cov 2. Thì hôm qua nồng độ chỉ số oxy của bệnh nhân có 60-66 thôi. Thì lúc vào thì bọn em đã tiến hành cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập. Thì cả ngày suốt chiều hôm qua thì bệnh nhân đã ổn định, và hôm nay oxy bệnh nhân cũng đã lên ở vị trí rất ổn định rồi. Và người nhà của bệnh nhân thì cũng vẫn bị nhiễm hết và đang ở bệnh viện đã tiến. Vào đây thì mặc dù như vậy nhưng mà về tinh thần trách nhiệm và ý chí thức của anh em ngay lập tức buổi đầu tiên mà việc chúng tôi đã phân vào ca luôn, và tất cả cán bộ viên chức thì chúng tôi có thể nói là sinh hoạt như quân đội. Việc đầu tiên là anh em phải đảm bảo thực hiện tất cả các quy trình để đảm bảo giữ gìn tốt sức khỏe, và thứ hai nữa là thực hiện nghiêm tất cả các quy trình để kiểm soát nhiễm khuẩn, để phòng tránh lây nhiễm, để đảm bảo một cách vừa đảm bảo sức khỏe vừa đảm bảo an toàn để chúng ta có thể phục vụ anh em trong một khoảng thời gian có thể mà theo quy định của Bộ Y tế.